Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo khác diễn ra tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, một diễn biến đặc biệt đã xảy ra. Bị cáo Lê Văn Tuấn, cựu kiểm toán viên công ty trách nhiệm hữu hạn CPA Hà Nội, bất ngờ nộp đơn xin nhận tội khiến hội đồng xét xử phải quay lại phần xét hỏi. Trước đó, luật sư bào chữa của ông Tuấn đã yêu cầu hội đồng xét xử làm rõ các chứng cứ liên quan đến hành vi của bị cáo, đồng thời tố cáo ông Nguyễn Ngọc Tỉnh Cụ chủ tịch hội đồng thành viên và nguyên tổng giám đốc CPA Hà Nội đã mớm lời khai cho Tuấn. Luật sư đề nghị giám định chữ ký và xác minh việc có hay không Tuấn đã ký phát hành báo cáo. Đồng thời, bị cáo Lê Văn Tuấn trong phần tự bào chữa của mình đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét hồ sơ kiểm toán để xác định vai trò của mình. Trong phiên tòa trước đó, Lê Văn Tuấn là bị cáo duy nhất phản cung và đổ tội cho cấp trên tại CPA Hà Nội. Tuấn cáo buộc ông Nguyễn Ngọc Tỉnh đã gây sức ép và buộc ký vào các báo cáo tài chính mặc dù chưa được cấp phép hành nghề kiểm toán vào thời điểm đó. Bị cáo tỉnh đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định không gây sức ép nào đối với Tuấn và cho biết các câu hỏi giải trình được đưa ra bởi cảnh sát chỉ nhằm giúp Tuấn trả lời dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, tại phiên tòa chiều ngày 27 tháng 7, bị cáo Tuấn thừa nhận rằng việc nộp đơn xin nhận tội là tự nguyện và không bị ai ép buộc. Lê Văn Tuấn xác nhận đã ký vào các báo cáo tài chính và kiểm toán của công ty Faros cho các năm 2014, 2015 và thừa nhận những báo cáo này đã được dùng để làm thủ tục niêm yết cổ phiếu của Faros trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, ông Tuấn thay đổi đề nghị về việc nhận lại số tiền 20 triệu đồng mà gia đình đã nộp và tự nguyện nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả của vụ án. Trong bản cáo trạng truy tố, viện kiểm sát nhân dân cáo buộc Lê Văn Tuấn chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập hồ sơ, tài liệu để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo báo cáo tài chính của công ty Faros. Bị cáo không thu thập đầy đủ bằng chứng xác thực về vốn góp, sử dụng vốn góp và khả năng thu hồi các khoản ủy thác đầu tư của doanh nghiệp này. Xong, bị cáo vẫn ký nhận báo cáo tài chính kiểm toán chấp nhận toàn phần với số vốn thực góp của Faros là 4.300 tỷ đồng. Theo cơ quan công tố, Hành vi của Lê Văn Tuấn đã giúp sức để Trịnh Văn Quyết hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, bán cổ phiếu chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Phiên tòa sẽ tiếp tục trong các ngày tiếp theo để làm rõ các vấn đề còn lại và đưa ra bản án cuối cùng cho các bị cáo. Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về một hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng mang tên làm nhiệm vụ tình một đêm. Hình thức lừa đảo này đã gây thiệt hại lớn, đặc biệt nhắm vào những người đàn ông tò mò và muốn tìm hiểu. Vào tháng 7 năm 2024, ông VQX, cư trú tại huyện Vĩnh Tường và trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo này và mất hơn 1 tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo đã áp dụng một loạt thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản của ông X nhóm lừa đảo này bắt đầu bằng việc tạo ra các tài khoản facebook giả mạo và sử dụng hình ảnh logo của các nhà hàng khách sạn bar vũ trường có thật để tạo lòng tin những tài khoản này thường được quảng cáo với nội dung khiêu dâm hấp dẫn như hệ thống gái gọi toàn quốc gái gọi tỉnh một đêm khi có người tiếp cận các đối tượng dẫn dụ nạn nhân vào các nhóm telegram hoặc trang web giả mạo yêu cầu đăng ký tài khoản và nạp tiền vào các tài khoản do bọn lừa đảo cung cấp để tham gia vào các gói nhiệm vụ tình một đêm sau khi nạp tiền các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân nạp thêm tiền với lý do thao tác sai hoặc cần thêm tiền để hoàn thành nhiệm vụ khi nạn nhân không còn khả năng nạp thêm các đối tượng sẽ nhanh chóng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp theo công an tỉnh vĩnh phúc Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng hiện nay đang gia tăng với nhiều phương thức mới và tinh vi. Các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông để thực hiện hành vi phạm tội, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội. Để bảo vệ bản thân khỏi các hình thức lừa đảo tương tự, công an tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt là đối với các ứng dụng hẹn hò online và các quảng cáo khiêu dâm người dân không nên thực hiện yêu cầu nạp tiền từ các nguồn không rõ ràng hoặc có dấu hiệu nghi ngờ nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời nâng cao cảnh giác và cẩn trọng khi tham gia các dịch vụ trực tuyến là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi các hành vi lừa đảo tinh vi Ngày 26 tháng 7, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã thành công trong việc bắt giữ Mạc Văn Phát, sinh năm 1970, trú tại khu 2B, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, đối tượng truy nã về tội giết người, đã lẩn trốn suốt gần 35 năm tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Theo hồ sơ, vào ngày 10 tháng 8 năm 1990, tại xí nghiệp thăm dò than 1 Cẩm Phả, Mạc Văn Phát khi còn là công nhân hợp đồng của công ty đã xảy ra mâu thuẫn với anh Tô Văn Châu và Tô Văn Hải. Trong cơn tức giận, Phát đã dùng súng K50 bắn vào anh Tô Văn Châu vào ngực và anh Tô Văn Hải vào chân, dẫn đến cái chết của Tô Văn Châu ngay ngày hôm sau. Phát ngay lập tức bỏ trốn và bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã toàn quốc. Trong suốt 35 năm qua, nhiều mối trinh sát hình sự đã ra soát nhiều địa chỉ nghi vấn và thực hiện truy tìm đối tượng khắp các tỉnh thành, nhưng Mạc Văn Phát vẫn biệt tích. Gần đây, nhờ vào công tác truy xét và tra cứu thông tin nghiệp vụ, các trình sát phát hiện một người tên Mạc Duy Thanh, sinh năm 1970, trú tại thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, có nhiều đặc điểm nhân dạng trùng khớp với Mạc Văn Phát. Ngày 25 tháng 7 năm 2024, sau khi xác minh đầy đủ chứng cứ, các trinh sát đã vây bắt Mạc Duy Thanh tại xã Quý Sơn. Khi bị gọi đúng tên và nhìn thấy quyết định truy nã, đối tượng không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu nhận tội và thừa nhận mình chính là Mạc Văn Phát. Trong thời gian lẩn trốn, Mạc Văn Phát đã không liên lạc với gia đình, mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau, thay đổi danh tính và lai lịch để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Hắn đã giả mạo là Mạc Duy Thanh, quê quán ở xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và đăng ký nhân khẩu tại thôn Đồng Giao. Hiện công an thành phố Hạ Long đã bàn giao đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 26 tháng 7, mạng xã hội xuất hiện tin đồn gây sốc về một nữ nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên với thông tin sai lệch cho rằng cô này đã lây nhiễm HIV cho 16 người. Những thông tin này được đính kèm danh sách tên tuổi, chức vụ và hình ảnh khiến dư luận hoang mang. Theo các cơ quan chức năng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc để làm rõ vụ việc. Cơ quan này xác định bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1986, trú tại thành phố Thái Nguyên là người đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát tán thông tin sai sự thật này. Những thông tin và hình ảnh kèm theo đều không có căn cứ và gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của nữ công nhân cũng như uy tín của công ty. Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị N. thừa nhận đã đăng tải thông tin giả mạo và xúc phạm, đồng thời đã tự giác đăng bài đính chính. Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà N. số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm, uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân đại diện công ty samsung đã gửi văn bản đến sở y tế thái nguyên khẳng định rằng nữ nhân viên trong tin đồn không phải là nhân viên của công ty và danh sách các trường hợp lây nhiễm hiv cũng không liên quan đến công ty công ty yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý những cá nhân phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh công ty và danh dự của các nhân viên nữ nhân viên bị đồn đoán thông tin không chính xác cũng đã đến cơ quan công an trình báo tố giác sự việc bản thân bị bôi nhọ nhân phẩm danh dự hiện nay lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để mở rộng vụ việc đặc biệt là xác định nguồn phát tán thông tin sai sự thật cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không nên cung cấp hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng để tránh vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân và tổ chức khác